Ôi, em thì không có thích khóc trước mặt nhiều người như này, nhưng mà nó làm cú mệt quá nha. Dạ, mệt quá. Chia nhau miếng đi. Dạ, cảm ơn anh. Thì nói chung là hôm nay rất là tự hào khi mà thấy Nagip đứng ở đây, cũng như Khang đứng ở đây, và bây giờ hai người có thể tự đi một mình được và đủ mạnh để bước tiếp cái hành trình đó, và em thấy hạnh phúc cực kỳ. Hồi xưa thì đi diễn chung với nhau rất là nhiều, nhưng mà là bắt đầu từ khúc bây giờ thì chắc là sẽ ít đi diễn lại. Ít đi diễn chung với mấy anh em lại. Tại vì nói chung nãy mấy anh em đủ mạnh rồi. Và thật sự chia sẻ một cái lý do thật sự là mình tham gia chương trình này bởi vì mấy anh em này. Chị không có muốn làm cho nó quá nặng nề chỗ này á, sorry Hiếu nha. Chị biết là Hiếu đang rất là cảm xúc. Nãy em là nín được rồi, dạng khui em rồi. Thời gian đừng vui nữa. Dạ, kể nghe đi. Hiếu không muốn kể quá nhiều. Thưa quý vị, ở tập trước chúng ta đã có một lượt thi đấu đầu tiên cùng với hai bạn, bảng A và bảng B. Và sau đó chúng ta cũng đã lựa chọn ra được hai đội thắng của bảng A để tranh nhất nhì, và hai đội còn lại để tranh ba tư. Hai bài tranh ba tư đó là đội Ryder và đội Eric đã trình diễn xong. Chúng tôi sẽ giữ bí mật kết quả cho đến cuối chương trình. Và để mở đầu cho tập hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần thi của hai team còn lại để tranh nhất nhì. Như luật chơi của chúng tôi đã công bố trước đó thì chỉ có một đội duy nhất bảo toàn được tất cả các anh em để bước vào đêm chung kết. Không biết là trước khi đến với phần thi quyết định này thì hai đội của Artus và Hurricane, mọi người cảm thấy thế nào? Có ai có áp lực gì không ạ? Hiện tại thì em cảm thấy cũng không áp lực lắm ạ. Tại vì em nghĩ khi mà cái chức đội trưởng nó trở lại với em á, thì chắc em nghĩ em cũng trở nên đáng sợ lắm, nên là em cũng không có dè chừng bất cứ một nhóm nào cả. Wow. Không, anh vẫn thích cái niềm tin mãnh liệt đến cuối cùng của em như vậy. Không, nhưng mà anh nghĩ chắc em cũng phải có cái gì đó để em... Dạ đúng rồi, chắc chắn là bọn em phải có một cái gì đó thì bọn em mới có thể dám chiến như vậy. Tại đúng vì không? Mọi người có thể nhìn thấy đội của Hurricane thực sự rất là mạnh, và bản thân em cũng cực kỳ ngưỡng mộ Hurricane nữa. Nhưng mà anh cho anh hỏi là chàng trai cowboy sao lại có cái những cái trang sức của phụ nữ lớn tuổi như thế này? Đúng không em? Tại vì em thì khác với cả mọi người, em là vào vai cao bồi đã có vợ, nên là cái này là của giờ hợp lý. Vậy mà cô giáo nói nữa thiệt, dễ sợ thiệt. Còn bên này vâng, chúng ta cũng có thể thấy họ có vẻ sang hơn một chút. Anh ơi, anh em bọn em, trời ơi, đây là chỉ một nửa thôi. Không, em nhìn đi, nói một cách công tâm thì rõ ràng người ta đang đi theo cái hướng fashion hơn mình. Mình nhục quá tôi ơi, thôi đừng nói gì nữa. Đúng không tụi em là những con người như thế nào với những bộ trang phục quý tộc như thế này ạ? Dạ, thưa Thành, là tụi em vào vai là những người đàn ông lịch thiệp. Cái áo đó là lịch thiệp lắm chưa em? Cái này cũng hơi nữ tánh nha. Dạ. Ủa, cái dòng chuỗi của ai vậy con? Dạ, kim sa học lụ đồ là em bán luôn, dạ đúng rồi. Hiếu với lại anh Nagip đồ nhúng bèo nhiều nha. Nội tâm của em. Dạ đúng, ai cũng có những điều thầm kín. Đúng rồi, đúng rồi. Isaac là nhìn nó đúng cái soái ca mùa đông liền ha. Tại vì cái bài này tụi em cần cảm xúc. Cần cho cảm nên xúc là không? Nãy giờ là mặc dù nghe bên đó gáy, tụi em cũng muốn gáy lại lắm, nhưng mà sợ gáy mất mood, cho nên giữ cảm xúc. Thưa quý vị, mặc dù đây là một trận chiến quyết định, mà hiện nay anh em của chúng tôi vẫn đang rất lạc quan, nhưng đó là những gì bề ngoài thể hiện thôi. Còn ngay bây giờ sẽ là những gì họ đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhiệm vụ của họ là bảo toàn tất cả các anh em bước vào vòng trong. Và hãy cổ vũ cho team của Artus và team của Hurricane. Yeah! Tụi em ơi,
ơi, cố lên. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là trong cuộc sống của tất cả chúng ta ở đây, ai đó cũng đều đã từng bỏ rơi lại gì đó trong quá khứ. Chúng ta tiếc nuối vì mình đã quá vội vàng. Có thể trong khoảnh khắc đó chúng ta nghĩ rằng điều đó không thực sự cần thiết hoặc quan trọng. Và có những điều chúng ta muốn nó quay trở lại, nó cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian không cho chúng ta chỉnh sửa bất cứ một tư liệu gì trước đó cả. Chúng ta chỉ phải biết cách chấp nhận những nuối tiếc, những qua đi. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức Kim Phúc, Kim Giờ cùng với tất cả những chàng trai đầy tâm sự của Team Hurricane. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? I'm in the corner watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things Kim Phúc, Kim Giờ và Team Hurricane. Wow, rất là xúc động và xin dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho khách mời Hoa hậu Tiểu Vy. Ê, vòng này hay quá à. Hay hả? Vòng này bài nào cũng hay. Ai cũng xịn hết. Thì thương quá sắp hết. Để anh lau nước mắt cho Vy. Ngồi đừng đi. Ngồi đừng đi. Tôi muốn lên đó lau nước mắt cho Vy. Em khóc tới giờ này chưa xả vai nữa hả? Em hơi nhập tâm. Wow, xin cho Tiểu Vy một tràng vỗ tay được không? Lúc đó em nghĩ về điều gì? Em nghe bài hát của mọi người xong rồi em nghĩ đến cái câu chuyện trong bài hát này, rồi em có cảm xúc thôi ạ. Dạ. Tại vì mọi người bảo em mà em hãy tập trung feel cái bài hát này thì em sẽ có cảm xúc, nên là em làm theo lời mọi người ạ. Mọi người có feel giống Tiểu Vy không? Dạ. Yeah. Mà đẹp như vậy mà cảm xúc như vậy xứng đáng làm diễn viên điện ảnh nữa đúng không? Hợp lý không? Rồi một tràng pháo tay nữa cho khách mời Tiểu Vy rất xinh đẹp. Cảm ơn em đã đến với chương trình Anh Say Hi. Thank you, cảm ơn em. Cảm ơn Vy. Ban đầu anh em rất là lo, sợ là Vy không có khóc được. Nhờ cái giọt nước mắt của Vy mà anh em cao trào luôn. Anh em gọi là phải vỡ òa theo luôn. Rất là cảm ơn Vy, cảm ơn Vy vì đã dành thời gian. Các bạn thấy bình thường Isaac là ít có hát ballad lắm. Hôm nay Isaac hát ballad mà thấy nhập tâm vô cùng, mà nãy giờ muốn khóc mấy lần rồi. Tập trước em khen anh em rồi, tập này thật sự là khen nữa hay bị bằng thừa. Nhưng mà thực ra là em cảm thấy là may mắn á. Bởi vì trong một khoảng thời gian rất là ngắn mà các bạn viết những bài hát mới. Nhưng mà mọi người thấy không, một bài thì rất là sung, một bài thì rất là cảm xúc. Isaac giống như là được các bạn truyền cho một cái nguồn năng lượng, cũng như là một cái xúc cảm về bài hát này. Lúc mà làm nhạc với Gip hỏi là em có một cái kỷ niệm buồn nào mà nó làm cho em xúc động để Gip có cái cảm hứng viết hay không. Đối với em thì cái kỷ niệm mà buồn nhất mà để mình lấy cảm hứng cho cái bài hát này đó là cái sự chia tay một người bạn của em. Với tất cả những cái cảm xúc mà bài hát đem lại cho em á, em cảm thấy cảm ơn tất cả các anh em trên sân khấu này, bởi vì đã cho em một bài hát rất là hay để mình thực sự tri ân cái người bạn mà mình rất là yêu thương. Dạ. Yeah. Anh chúc cho Isaac sẽ tiếp tục và có được cảm xúc nhiều hơn nữa sau những cái kỷ niệm đẹp như thế này. Hôm nay Hurricane là thật sự rất là tỏa sáng nha. Cái đoạn em lên cao trào anh cảm thấy là rất là xúc động luôn. Hát rất hay và nó đầy power. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em viết cái phần đó luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Em Hiếu, Negip và Pháp Kiều đã cùng ngồi lại với nhau và xử lý cái bài hát này. Và thật sự em muốn bài hát này khi mà nó được phát lên thì em nghĩ là nó cũng là những trải nghiệm của tất cả mọi người. Nói chung ai cũng sẽ trải qua được cái cảm xúc này. Từ nhỏ tới giờ thì mình cũng rất là ít
mình gọi là tình cảm. Em không quen với cái việc là người khác đối xử với mình một cách kiểu như là wholesome, like. Yeah, cho nên là nó trend cho mình được một cái tính đó là mình khá là lì và mình cũng không muốn là mình phải yếu đuối trước bất cứ ai. Whole world spinning at my feet, I got nowhere left to hide. Thông điệp kim giờ kim phút cũng rất là hay. Những hai cái kim đó lâu lâu nó mới gặp nhau được có một lần. Hiếu ơi, lần này làm việc với lại những người anh em của mình thì cảm xúc của em như thế nào? Hôm nay thì được đứng chung một cái sân khấu rất là hạnh phúc khi mà thấy mấy anh em đây trình diễn những cái ca khúc mà có thể là nhóm em chưa bao giờ làm một cái kiểu mà xúc động như kiểu này. Và em thấy rất là vui khi mà điều đó nó xảy ra tại chương trình Anh Trai C2. Thật ra em thấy là Hiếu là một người rất là trượng nghĩa. Cái trượng nghĩa ở đây nó được định nghĩa rằng là hào quang không phải dành cho riêng mình mà luôn luôn chia sẻ điều đó với mọi người. Cái đó là một điều mà sẽ rất là quý báu cho cuộc đời nghệ sĩ của Hiếu. Yeah. Không, thì nói chung là tại vì anh cũng thấy anh em rất là tình cảm, sống với nhau rất là hay. Dạ. Thì thật sự rất là cảm ơn Hiếu. Ôi trời, chưa bao giờ thấy những người anh em này khóc nha. Nói chung là sẵn này chưa nói không có khóc. Rồi sao nói coi, sẵn đây sao? Nói chung mà sẵn đây Hiếu nói về em xuất hiện ở đây. Em muốn cảm ơn Hiếu. Tại vì Hiếu dắt tụi em đi rất là nhiều sân khấu lớn, rất là nhiều show. Mà đó không phải là cái việc mà Hiếu phải làm. Nhưng mà giống như anh nói, Hiếu lúc nào cũng share cái hào quang đó cho anh em. Em rất là trân trọng điều đó. Thank you, bro. Cảm ơn Hiếu xong cái khóc luôn. Ôi trời. Ôi, em thì không có thích khóc trước mặt nhiều người như này, nhưng mà đó là một cú mệt quá nha. Dạ, mệt quá. Chia nhau miếng đi. Dạ, cảm ơn anh. Thì nói chung là hôm nay rất là tự hào khi mà thấy Negip đứng ở đây, cũng như Khang đứng ở đây. Và bây giờ hai người có thể tự đi một mình được và đủ mạnh để bước tiếp cái hành trình đó. Và em thấy hạnh phúc cực kỳ. Hồi xưa thì đi diễn chung với nhau rất là nhiều, nhưng mà là bắt đầu từ khúc bây giờ thì chắc là sẽ ít đi diễn lại. Ít đi diễn chung với mấy anh em lại. Tại vì nói chung nãy mấy anh em đủ mạnh rồi. Và thật sự chia sẻ một cái lý do thật sự là mình tham gia chương trình này bởi vì mấy anh em này. Muốn lần đầu tiên Khang làm đội trưởng và Khang phải chiến thắng. Sẽ chiến thắng. Mọi người có thể thấy là cái cách mình chơi không có tìm kiếm hào quang hay tìm kiếm một cái spotlight nào hết. Lúc nào mình cũng rất là chill. Chỉ chờ tới một ngày
rồi kết nang tụ họp lại với nhau đứng trong một cái sân khấu trên TV, trên một cái sân khấu lớn nhất, thì đó là cái điều hạnh phúc nhất với mình. Yeah. Kêu sao bên đây diễn sao cưng? Nói gì mình phá không khí em ơi. Trước khi mọi người khóc nữa. Thoại đi em. Em cũng cũng muốn chắc là lặp lại ý của Negip là em cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều. Tại vì em nghĩ là cái ý tưởng mà hai người như là hai người yêu của nhau mà đứng ở trên đó đối đáp với nhau, thì em nghĩ là anh Hiếu muốn cho mọi người thấy Pháp Kiều bằng tài năng chứ không phải là content với anh Hiếu như những clip mà Pháp Kiều đứng một mình ở trên TikTok nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tại vì lúc đầu thì em có nói là Kiều kỳ này phải đóng vai em đi, vai nữ đi. Thì Kiều mới nói một câu là tự nhiên xưng em đóng vai nữ thì nó kỳ. Nhưng mà em thấy đó là cái điều hay nhất của Kiều. Đó là cái điều mà chỉ có Kiều làm được. Em rất là muốn điều đó xảy ra, rất là tự hào. Nói chung là hôm nay là nhiều cảm xúc lắm. Rất là vui khi mà thấy các bạn còn trẻ nhưng mà các bạn có những cái góc nhìn rất là sâu, sống rất là chan hòa với mọi người. Và những người nghệ sĩ như vậy anh tin chắc là sẽ có một con đường rất là rộng để đi phía trước. Dạ, chắc chắn là như vậy. Hiếu, em làm mọi người ngạc nhiên nhất vì chị nghĩ là em sẽ không khóc được. Em quá trẻ và em đang có được rất nhiều thứ mà mọi người mong muốn. Những chàng trai bằng tuổi em mong muốn được như em. Thì cái lý do gì ngày hôm nay mà em có thể rơi lệ dễ dàng trong thời gian chưa đến 5 phút như vậy? Có thể chia sẻ hoặc không? Tùy em nha. Em cũng nghĩ về gia đình. Ok. Nếu như em không muốn chia sẻ thêm hả? Rồi sao được rồi ha. Sao khóc gì vậy? Sao ghi hình cũng đã khá là rồi. Và như vậy là ngồi nghĩ nghĩ khóc à. Nghĩ gì? Giàu cảm xúc. Nghĩ gia đình. Gia đình gì? Chưa, anh thấy nó xui chưa? Đi khắp gì? Mà sức khỏe nghỉ không? Làm trong game nữa cho anh sướng đi ăn tụi tôi. Thật ra là nhiều khi tối nay xíu nó nói đang phải. Đúng. Nói đi, nghe đọc. Nói đi, mình đọc được. Có lỗi quá hả? Đúng. Hay là tôi cho cái mẹ quá. Không quá anh. Không lời cho mẹ. Không lời gì hả? Không lời gì ba mẹ hả? Giờ thôi lo được rồi, giờ đi hát có Kiều rồi. Là tụi mẹ rồi, sẽ tới một cái nhà đi. Như anh em mình bàn đó. Từ từ, từ viên, lúc nãy cái miếng tròn mà dán lên là viên. Em đó, gia đình mình còn có nếp. 3 viên, em 4 viên. Còn gia đình mình còn có nếp với nhau là được. Không sẽ gì là được. Em bị ngồi trong tay nghe sao? Đúng rồi, đi đâu có sát cái, đúng rồi, anh quá trời à. Vậy là cũng rõ rồi, đi đâu. Vậy là mày. Thế là mình phải làm ngay, đừng để muộn. Khi muộn thì mình biết hết, đúng không? Chị không có muốn làm cho nó quá nặng nề chỗ này á, sorry Hiếu nha. Chị biết là Hiếu đang rất là cảm xúc. Nãy em là nín được rồi, dạng khui em rồi. Thời gian đừng vui nữa. Dạ, kể nghe đi. Hiếu không muốn kể quá nhiều. Hiếu muốn kể lắm đó, mà chị không thì chặn lại đó. Tại vì đây là chỗ anh em, Hiếu muốn chia sẻ với tụi em đó. Hiếu vậy. Sao Hiếu?
tùy em nha. Cái này thôi, có mấy thứ vậy đó. Tầm tầm tay là mình không chờ, hiểu không? Nè đúng rồi, tầm tay thì mình mới khóc. Vậy đó. Sao em? Ok. Anh bị này rồi em biết. Ngăn lại được rồi, cái ai khui khui ra mà cái nó khóc như đứa trẻ vậy. Thôi. Thương quá. Anh đó, một tay anh đó, thằng bé đã qua rồi. Qua cơn rồi. Giống như tập Đà Lạt của em đó. Anh Giang hỏi cái em dính luôn. Sao anh Giang hay khui quá đâu. Khuya đâu em cho. Thế em anh rất hay khui nhưng mà không ai khui được anh hết trơn. Dạ. Tại vì cái đó là không phải chức năng của anh. Chức năng của anh là khởi ta. Không có. Ai ghẹo không em? Em là còn trong tầm tay chứ còn anh là ngoài tầm tay. Mẹo rồi, mẹo rồi. Nhỏ mà không có ghẹo em rồi. Con. Lấy cái ta lấy tâm đơ ra nào. Rồi thôi chúng ta chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ đi ha mọi người. Tắm rửa rồi đi ngủ. Chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ đi ha mọi người ha. Trời ơi. Qua lại 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 qua lại. Đẹp, anh nói rồi. Dạ đúng rồi. Thằng Út nó ok hơn. Ý là không có gì hết trơn. Thằng Út nè. Cảm xúc của em lẻ quá. Anh Minh là... Anh là giờ khóc không được rồi. Đúng rồi. Thắm ơi, không có gì mẹ đâu. Thắm ơi, giả bộ chị ơi. Làm cho tất cả những quan tục gia đình đó. Rồi, đó. Rồi ok thôi chúng ta cắt xếp này ở đây đi ha. Dạ Rồi kết thúc chương trình truyền hình. Rồi cắt xếp này ở đây xong. Chuyện này đã hết, chúng ta kết thúc chương trình. Kết thúc chương trình truyền hình trên đây là hết. Ai vậy Hiếu hả? Ủa? Em còn khóc hả? Em có khóc đâu, hết rồi có gì. Bên mình bút ấy đúng không? Anh đâu có bút. Anh lộn rồi, em lộn phòng rồi. Không có, muốn có bút. Đem đồ nghề chơi rồi đi nằm xuống massage cho. Không có, anh lộn rồi. Mày mệt đúng không? Quẩy quẩy. Em làm cho. Anh em không có tiền đâu. Không, anh tiền. Làm thi cho. Trời em phải đi làm cái gì trời. Mệt nè, đúng không? Nay nhức mỏi đúng không? Nay rồi khóc kìa. Gia đình không? Có nên ngủ kế em nha. Vậy hả? Ừ. Anh ngủ kế nổi không? Em ngại lắm. Anh ngại lắm. Anh đẹp trai quá vậy. Dạ. Đẹp trai quá. Không có đâu, tại qua cái miệng anh em mới đẹp trai á. Không đẹp nha. Bữa nay trên mạng là mấy đứa kia nó ghen tị với anh. Ừ. Có mấy trên mạng có mấy con nhỏ gì ta? Mấy con Pháp Kiều đó em. Cái gì vậy? Nó tuổi gì với anh? Nó vô nó comment nó tuổi gì em? Vậy hả? Comment vô trai của anh luôn nó hả? Nó vô nó comment với anh hả? Sao chị giật chồng tôi? Trời ơi, gấu vậy. Thôi. Hồ gấu vậy? Comment là em tuổi gì? Đương hai mặt méo miệng. Giật giật liền. Giật giật liền. Đúng rồi. Đừng ngủ dữ chưa? Chưa, em đợi mọi người lên. Nơi đầu có gọi không mà đầu như mà đi như vậy. Trời ơi, gọi sấy luôn. Rồi, râu mặc đồ tím hả trời. Râu mặc đồ tím vậy. Màu hồng nhìn sao ra màu tím vậy. Cơm heo nha. Màu em mới cưng đó, màu em như cái màn gì đó. Màu cái màn em đó, anh vén màn em đi. Anh vén màn em đi. Bây giờ em trốn trốn bên kia canh dí em nhau. Giống như cô dâu chú rể mà hồi xưa mà cưới về cái đeo cái khăn đó. Đúng rồi, em chú rể hả? Tiểu thư đừng chạy nữa. Tôi trốn cho đây trước thôi. Không, em phải trốn chứ em tờ dây nữ chính mà. Làm trốn.
Tiểu thư. Ok, hỏi đi. Nàng hãy bắt ta đi nào. Anh ơi, anh ra anh bắt em á anh ơi. Ủa vậy hả? Anh mới bắt em chứ. Tôi bắt em thì sao em bịt mắt? Em bịt mắt là em phải bắt tôi. Không, em tạo bất ngờ mà. Em anh mới bắt không, em có chứ. Không, cắp lại, cắp lại. Bà trốn đâu rồi? Cậu ba ơi. Bà ba đừng có trốn kỹ quá nha. Để đến đây bà chiếm đoạt em đi. Bà ba. Nè nè, giống giống giống. Bà ba đừng có trốn kỹ nữa. Đem tay vô ký em hợp chữ nách đó nè. Mở ba mà để tôi bắt được là tôi dán bức màn đó nghe. Ôi, đừng lồng cái nắp này nữa. Thấy chưa? Mở ba ơi, mở ba mà trốn kỹ quá là tôi không đi tìm nữa đâu. Thôi, nấp đi, nấp đi, nấp đi. Thông báo. Cái gì vậy? Thôi, có thông báo mới. Ủa gì vậy? Hả? Tôi đang chơi game mà. Ngày mai chúng ta sẽ có một nhiệm vụ vào lúc 5 giờ sáng. Rồi, anh ơi, mình rất là vô duyên đúng không anh? Rồi, anh ơi, mình rất là vô duyên đúng không anh? Mày ơi, anh phá được cái tiểu phẩm ta. À, ngày mai thông báo mọi người biết là chúng ta sẽ có một cái thử thách chứng nhận lúc 5 giờ sáng là thử thách tác phong Nam Nhi. Tác phong Nam Nhi, Nam Nhi là Nam Nhi, quyết không là sân si. Nhưng mà làm cái gì? Tức là ngày mai vào một cái khung giờ bất kỳ của buổi sáng sớm sẽ có tiếng chuông réo gọi anh em chúng ta dậy. Nếu mà anh em nào dậy sớm nhất và tụ tập anh em đội của mình nhanh nhất sẽ được chứng nhận đó. À, để được cái gì có ăn sáng hoành tráng. Wow. Buffet tech đồ. Wow. Chúng ta không ngủ luôn. Wow. Chúng ta không ngủ luôn. Đúng, chúng ta là canh chứng sáng. Ừ. Sao môi bị ghẻ. Tôi mới xịt thuốc. Tôi sẽ wow. Tụi này được ghê á. Tàn nhỏ tuổi của mình không? Thiệt luôn. Lần đầu tiên luôn tôi ngủ bờ, ngủ bụi. Ủa, cái này là cái gì ta? Không có. Rồi gì vậy? À, cái này chắc hơn trên kia. Đó. Hiếu có bị xài không? Dạ không, em có thôi à. Có đem theo không? Dạ không, em không có. Lê Dương Bảo Lâm. Gì vậy? Ồn quá. À, tụi em không ồn anh cũng có ngủ được đâu. Quá Thịnh. Ừ. Ủa. Ừ. Anh lên chỉnh nói tụi nó bớt ồn nè. Ồn. Tới giờ biểu còn nói chuyện. Để coi tình hình chứ. Ừ. Bây giờ vậy, bây giờ là khuya rồi. Một là trong vòng 10 phút đi ngủ, hai là tôi cho thức tới sáng luôn, chọn cái nào? Thức tới sáng. Đúng là quái cả trướng. À, giờ chỗ nào? Thức tới sáng. Thức tới sáng. Đúng là quái cả trướng. Anh Thịnh giờ buồn ngủ để cho anh ngủ chứ, tôi phải có rột rạc vào cho anh ngủ được. Quần tướng đâu? Em mát rồi, do Lâm hết anh, làm bài tiêu hết. Lô duyên. Thiếu người sao ngủ được anh? Hitman về tặng anh bộ đồ này nha. Ủa chưa qua nữa. Dạ. Ủa sao giống nhau vậy? Ừ. Thôi mấy em à, tính miếng trước hả, định không mắc cười hả? Không có, không có. Thôi định luôn. Đi. Hèn chi, không có gì mắc cười. Hôm bữa tỷ thấy là còn hai cái mà mới đặt xong còn một cái là mùi đặt đó. Ủa em. Lên trên nằm đi Thịnh ơi. Thịnh. 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 Lên trên nằm đi. Ừ. Em nằm dưới cho, đi nghe lời em. Đi, lên. Trên nó có nệm rồi em lắm. Okay. Được cái con Bakichu. Bakichu của anh nè. Anh chịu ngủ không? Không ngủ. Lâm nó. Không ngủ. Ủa gì vậy? Anh Thịnh lên. Anh Thịnh đang ngủ kìa tội nghiệp. Kiếm gì vậy anh Thịnh? Anh vô em nói con Jennifer mà không tin. Anh ơi, anh bồng con Jennifer cho anh không thải con cái vậy nha anh ơi. Con ba cái chú, ba cái chú. Đó, okay. Góc kia có ổ điện kìa anh Thịnh. Điện đâu?
Rồi. Đi vô nghe. Nhắm mắt nha. Quá mệt quá rồi. VEON, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.